nghiên cứu thêm để làm sao cho người Việt Nam. Nòng thấm giữa hai tỉnh Long An và Hưng Yên, nước Trương Tấn Sang, thì đây chính là nền nhà đầu tư bị loại bỏ ra. Và chúng tôi thèm khát có được một cái cảng biển như vậy. Thật được. Nguyên, để chúng ta cùng nhau từ về phát triển kinh tế xã hội. Nguyên, đúng là lợi thế quan trọng của... Nguyên, đúng là lâu đó, nguyên, đúng là bị lắc. Dạ. Thì đó là một số. Dạ. Và có một